Chương trình này được bảo trợ bởi chin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có hình bản đồ Việt Nam 7149859999 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 4480 1070 Happy easy, chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 và 714 Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Bánh Classic Burger của McDonald's nóng, đậm đà và ngon hơn bao giờ hết tại tiệm McDonald's có tham gia và gần chỗ của bạn. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng 714-741-2008. cả ngày sáng tiếp tục gửi đến quý vị các bạn tin đáng chú ý và trước khi chúng tôi gửi đến quý vị một kết quả nghiên cứu về tế bào gốc thành công ngày hôm nay từ California Ngọc Lan có một câu chuyện dở khóc dở cười xảy đến ở đâu vậy Ngọc Lan? Chuyện Chicago. Khóc Chicago, Chicago, Illinois. Yeah. Um, uh, một người uh, đàn ông, uh, cái chuyện này là xảy ra từ hồi tháng tư nhưng mà giờ cảnh sát thì họ mới ra cái bản tin đó. Chỉ thiết. Dạ, ông này uh, ông uh, gọi cảnh sát đến với lý do đó là ông nói ông ngủ xong rồi ông thấy ông nằm mơ ông thấy ai đó bắn mà ông mơ. thế là ông chụp cây súng ông bắn lại nhưng mà không ngờ ông bắn vô chân ông bắn trúng ông mình ông bắn trúng ông bởi vì cái người thế đó xuất là, hiện ở ngay dưới chân giường <laughs> bắn trúng ngay ông thế là cảnh sát phải mấy đến mấy. trong lúc mà chân ông còn bị thương máu me tùm lum nhưng mà rồi cảnh sát cuối cùng cũng còng tay bắt ông đi bắt lý do rằng là ông này đã bị phạm những cái tội và ông đã bị tước cái giấy phép sử dụng súng rồi ừ, nhưng mà tại sao bây giờ ông còn có súng ở súng trong, trong nhà <laughs> cho nên còn là ông mơ lại... nữa và yeah, nằm mơ lấy cây súng bắn mình cho nên nó một cái câu chuyện mình <laughs> đọc xong là mình cũng không biết là nên nên cười hay nên khóc với ông này luôn thì nó cũng là ông là, ông là hết cảnh sát tôi đã bị thương rồi mà tôi còn bị các anh còng tay vừa <laughs> yeah. bây giờ đó à... Tốn tiền để chữa trị vết thương của mình bây giờ lại phải ra hầu tòa bị truy tố về cái tội sở hữu súng bất 62, tuổi. Oh, 62, 62 tuổi. 62 tuổi rồi. Dạ Được. cũng lớn rồi. mất đi cara. hôm <laughs> qua tuổi. thưa quý vị ở tại Boston, Massachusetts. một người phụ nữ hồi nãy hôm nay rất nhiều tin tức về phụ nữ và cho thấy rằng là phụ nữ hiện nay đã nắm giữ những cái chức vụ và kể cả trong các lĩnh vực về khoa học công nghệ rất là ghê gớm. nha. Yeah. À, về các công ty Google, Microsoft bây giờ rất nhiều người phụ nữ nắm quyền giám đốc bên dưới tay của các bà đó là quyền sinh sát đối với nhiều các ông lắm <laughs> nhưng mà điều vui ở đây đó ngày hôm qua quý vị thấy không một người giáo sư về khoa học nghiên cứu và à, bà giáo sư Madalena này không chỉ nghiên cứu về y học mà còn về công nghệ nữa có những cái 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 cục à, cái, cái 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 cách học Thưa quý vị, cái chương trình giáo khoa đó vừa dạy cho chúng ta về y tế nhưng mà bên cạnh đó có những cái kỹ nghệ, công nghệ làm thế nào để tạo được chúng ta phát minh ra một cái vấn đề mà có phải có những cái chiếc máy nó tạo được cái điều đó nữa mà nói đến vấn đề phôi bào chúng ta nghe nói đã từ lâu rồi à, chúng tôi còn nhớ cái lúc mà làm tin tức liên quan tới thời của ông George W. Bush ông Bush con đó, chính ông là người đã ra các luật và được quốc hội với đa số là cộng hòa thông qua để ngăn cấm sử dụng phôi người trong các cuộc nghiên cứu về con người cho nên đến giờ phút này trên nước mỹ anh quốc và nhiều quốc gia châu âu nơi mà vấn đề tôn giáo vẫn nắm giữ cái phần lớn trong hoạt động chính trị đó họ vẫn ngăn cấm việc con người chế ra con người khác thông qua các tiến trình y học thế nhưng điều đó không có nghĩa là không cho phép các nhà nghiên cứu được tiếp tục nghiên cứu về con người thì à, bà giáo sư này hôm qua lên thuyết trình trước một đại hội quốc tế là hiệp hội nghiên cứu về phôi bào quốc tế chỉ nghiên cứu về cái cơ phận của con người mục tiêu của họ là một làm sao tạo ra các nghiên cứu về di truyền thể phôi bào để hỗ trợ con người trong tương lai. Chúng ta đã từng nghe nói đến việc là trong tương lai đó, cái việc mà tìm kiếm tim, thận, gan, phèo, phổi đó là có thể đến từ con heo. Con heo nó có rất nhiều các loại di truyền thể, các chuỗi di truyền thể tương tự như con người. Con heo sẽ cấy vào cái cơ vận của con người và khi cần thiết đó, mổ heo con heo ra, lấy tim gan phèo phổi thay thế cho con người. Các nguồn nghiên cứu đó vẫn đang tiến hành và đã thành công. Nhưng mà quan trọng nhất là ngày nay theo thuyết trình này con người đã tạo ra được phôi bào tức là bào thai không cần trứng và tinh trùng nữa. Ừ. Chúng tôi chỉ cần lấy một cái tế bào da của Ngọc Lan thôi. Là Ngọc Lan không cần chồng, không cần gì hết vẫn có con đẻ ra y chang Ngọc Lan luôn. Đây là chuyện mà bà lên giáo sư ngày hôm qua đã thuyết trình. Bà lẽ đương nhiên bà thuyết trình bà nói rằng à, chúng ta đã thành công được rồi và trong phòng thí nghiệm họ đã đạt được rồi. Chế tạo được một cái phôi thai của con người lấy cái da, lấy cái tế bào gốc của con người tạo ra đầy đủ các di truyền thể của một con người không cần tinh trùng của đàn ông, không cần trứng của người phụ nữ nữa. Ghê quá và việc đó họ có thể cấy cái tế bào này vào cho bất cứ ai để có thể sinh ra đứa con ừ. mà không cần không cần trước đây chúng ta thấy đó lấy trứng hoặc là lấy tinh trùng rồi cấy vào trong trứng cái chuyện đó là cái chuyện bình thường rồi không có gì hết cái việc tạo thai bây giờ vấn đề tạo thai vô tính nó không cần phụ nữ không người đàn ông thôi như vậy khoa học có thể tạo ra một cái con người khác hoàn toàn và cái chuyện trong trước đây chúng ta từng đọc khoa học giả tưởng đó là chúng ta có thể trong tương lai tạo ra một con người có được những tế có được những cái tế bào toàn vẹn tốt nhất, muốn cao bao nhiêu, tóc đen, tóc vàng, mắt xanh, phụ nữ ngực hay là bất cứ những cái gì đẹp nhất của con người là có thể tạo ra. Thì theo cái nghiên cứu này, ngày hôm nay bà nói chúng ta làm được điều đó. Họ nói họ có thể trích ra để lấy được các di truyền thể tế bào để tạo ra một con người không cần trứng hay tinh trùng của một người khỏe mạnh nữa mà họ có thể chọn lọc ra có điều vấn đề đạo đức thì nghiên cứu là nghiên cứu thế thôi còn cái chuyện mà thành đạt và trong tương lai thì bà nói rằng cái chuyện đó vẫn là mở cửa. Thế nhưng bà nói rằng kết quả cái cuộc nghiên cứu này đã mở ra một cửa sổ cho tất cả các khoa học gia trên thế giới được nghiên cứu nếu như có những quốc gia nào cho phép làm cái chuyện đó. Ngọc yeah. Lan vẫn thấy là đúng là cái 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 bộ óc của con người ừ. là kinh khủng, yeah. kinh khủng là họ có thể họ suy nghĩ ra, họ mà có thể hả? họ làm những cái việc như vậy. Nhưng mà à, mai nhanh. mốt không biết khi mà cái người nhân tạo đó đó, yeah. uh, còn được làm như vậy đó, thì họ có cái bộ óc giống như là con người mình hay là không? <laughs> cái đó vẫn là là vấn đề. Thật sự đó, Ngọc yeah. Lan nói thì nói chứ <laughs> chúng ta lớn lên tuổi, có thời gian đó, ừ. gừng càng cay càng gừng càng già càng cay đúng không? Ừ. thì đó cũng như thế, nó phải trải qua những kinh nghiệm. chứ còn đẻ ra thì đâu có ai biết cái gì đâu, ừ. thì đó. nhưng mà bây giờ nó còn nhờ với AI với các thuật kỹ thuật đó nữa, cho nên con nít trong tương lai nó lớn lên á, nó nhanh gấp trăm lần so với con nít ngày nay sinh ra. Ừ. nhưng mà cái đó là vấn đề là lấy da, còn bây giờ là vấn đề là cắt tóc. Mm, à, tóc một, cũng quan trọng lắm tóc quan trọng lắm. Yeah. cái răng cái tóc là gốc con người mà mm. nhưng mà cái chuyện này nó không liên quan đến gốc con người mà liên quan đến chuyện mà tù tội là bởi vì oh, một à, người à, học sinh gốc việt du học sinh đó việt mm. nam đi sang bên nhật đi học xong rồi à, mở cái giống như cắt tóc ở ngay trong cái chỗ mà mình ở trọ đó mang yeah. khách về đó để cắt tóc cuối cùng bị bắt à, bây giờ cảnh sát à, nhật đó họ quy cho cái người này là bắt đầu từ năm tháng 4 của năm 2021 cho đến tháng 6 năm 2023 vừa bị bắt vừa rồi đó. Trong vòng thời gian đó thì người này đã cắt cho ít nhất là 3.000 khách. Mà mỗi một người khách như vậy, tại vì hôm bữa họ bắt được á, là với giá là 1.500 yen. Tức là tính ra đến giờ là người này phải kiếm được gần khoảng hơn 32.000 đô la đã không đóng thuế vi phạm luật thì bây giờ đang bắt người này để xem coi là như thế nào nhưng mà nếu mà Ngọc Lan tính ra cái thời điểm đó 2 năm đó tức là trong vòng khoảng 750 ngày mà cắt cho 3.000 người tức là mỗi ngày trung bình cắt đều đặn không nghỉ ngày nào mỗi ngày cắt phải 4 người thì wow. giờ anh sinh viên này ảnh đang làm đơn ảnh kháng cáo ảnh không chấp nhận cái lời buộc tội này của Nhật nhưng mà chúng ta no. cũng để thấy lên những cái chuyện mà làm phải trả thôi uh, bất hợp yeah, pháp nó nó có nhiều cái rủi ro lắm. Bên Nhật cái gì quý vị cũng làm được hết nhưng mà tất cả nó đều có công ty nó có luật lệ hết Miễn làm sao đóng thuế đàng hoàng và đi theo các quy trình rủi ro cái người đó bị cắt vào tai vào người đó rồi y tế vấn đề nó con con người nó bệnh cái gì mà đụng chạm tới con người đối với nước nhật Ồ, oh, cái chuyện nó vô cùng quan trọng. À, chúng tôi tiếp tục với thời sự thế giới ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi và tạm chia tay với Ngọc Lan hẹn gặp lại anh thụy vào kỳ tới hẹn gặp lại quý vị vào chương trình sáng ngày mai